ngày 10 tháng 1 năm 2021, âm lịch ngày 28 tháng 11 năm Canh Tý, tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ xã Mão Điền. Chúng tôi đại diện cho Hội đồng Hương xã Mão Điền tại Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã có mặt tại đây để được dâng hương, dâng hoa, tri ân công đức các anh hùng liệt sĩ quê nhà. Kính thưa anh linh các anh hùng liệt sĩ, Hội đồng Hương xã Mão Điền tại Hà Nội là một tổ chức xã hội tự nguyện của những người con quê hương đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội. Các hoạt động của hội luôn gắn bó mật thiết với quê hương. Hội viên của hội luôn tích cực, chủ động tham gia các phong trào của địa phương như khuyến học, khuyến tài, tích cực đóng góp công đức vào việc tu bổ các công trình giao thông, văn hóa, tâm linh tại địa phương. Hôm nay, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi nguyện tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực xây dựng hội ngày càng vững mạnh để có thể đóng góp được nhiều hơn nữa cho xã hội, cho quê hương Mão Điền của chúng ta. Cầu mong cho linh hồn, cho hương hồn các anh hùng liệt sĩ được bình an nơi cõi lành. Chúng tôi luôn biết ơn các anh, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mãi mãi ghi công các anh, những người đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân, hiến dâng cả cuộc đời cho độc lập tự do của dân tộc, vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân. Để tỏ lòng biết ơn, tôn kính và tri ân công đức các anh hùng liệt sĩ, đề nghị tất cả chúng ta để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.